Thầy được bao nhiêu ngàn người rồi? Không, ít lắm. Bốn, một bốn năm trang. Bốn trăm à? Bốn năm trang YouTube. Chứ mà một trang, thì họ chia ra, thí dụ như bây giờ tôi bảo mấy em nó làm á, nó có cái trang gọi là Pháp Thoại Thích Thiện Tài á, là cái trang đó là để đăng những cái bài giáo lý căn bản mà tôi gọi là tôi giảng từ thấp tới cao á. Cái đa trang mà tôi hay gửi cho chú coi á là coi như là nó giáo lý đang giảng là chương trình cao. Tại có cũng có những cái chương trình cao, chương trình thấp, chứ còn ví dụ như cái trang mà Pháp Hội á, thì gọi là Pháp Hội thì nó những cái bài kinh mà gọi là nó vừa tầm cho Phật tử. Oh, tôi không uống nhiều đâu. Đó, trà này mấy ông phải uống với tôi không phải à. Yeah. Ngủ không được. Chưa tới lúc á. Hả? Chưa tới lúc á. Nó nặng quá đi. Không phải nặng, nhưng tại chưa tới lúc. Ừ. Dạ, tới chừng hàng năm trở lên á, hàng năm trở lên chuẩn bị vô sáu đó thì đó, thì lúc đó thầy sẽ thấy hiền trà. Ừ. Rồi tới lúc đó rồi ông đi kiếm trà hai nữa đi mà. Mà ăn khoai lang mà sáng sớm mà ăn khoai lang tím mà nó nghẹn. Nó bột không rồi, nó bột cái nghẹn này. Có nước trà nè. Khoai lang này nè. Có nước trà này nó uống vô. Sáng điện về cái cô Phật tử Trà Vinh. Mừng quá đi, mấy năm rồi điện bị thay đổi hoài cái số giờ rồi. Hồi đó hồi mà tôi trốn gia đình đi tu á là cổ dẫn tôi qua tới đó gặp cổ. Thời đó còn gọi là Quanh Liệt á. Ừ. Làm học trong hội chữ thập đỏ chứ làm phòng thuốc nam ở chùa. Ừ. Rồi bây giờ thì lớn tuổi rồi vậy chứ mấy mươi năm rồi không? Thời gian lẹ quá. Ừ, chùa nào là chùa nào Trà Vinh? Hồi xưa làm ở chùa Long Khánh á, chùa Hai Chở á. Hồi đó đầu tiên là tôi trốn nhà qua bên đó. Nhưng mà tôi không có duyên xuất gia ở đó. Rồi thầy tôi mới dẫn tôi về Bắc Trang, phải không? À, tưởng chùa Tịnh Độ chứ dưới có cái chùa. Thôi, thành ra mình cái gì nó cũng có duyên à, chứ đâu phải bởi vì nó là còn thầy trò nhau cũng có cái duyên. Dạ. Rồi gọi về gặp mấy tặng cho biếu quà cho mấy Phật tử khó khăn với mấy cái người nghèo ở trong khu vực mình biết hồi xưa đó. Ở đây muốn sắm lò gì? Lò hộp hả? Sắm lò hộp bên chỗ thầy Quang. Lò hộp là bên chỗ phường 5 thầy Quang. Đúng rồi. Còn loại này lò heo. À, lò heo là gì? Lò heo là rào hát đi thẳng vô. Nên chỗ đó có khách, giờ nó có khách sạn trước á. Thì ở trong đó nữa, chỗ, cái chỗ ngày xưa, cái ao cá dồ đó, người ta làm cái khách sạn. Đó, là gì đó là gì? Lò heo đi thẳng vô. Ừ. Yeah. Bên ngoài dưới đó, ở bên đó đó, bên ngoài ở bên đó cả đống. Còn bên nội thì ngay chợ không à. Cái chứ cái khoai lang này mà nó thiệt ông á mà luộc ăn cũng ngon lành gì nha. Nướng như mà ngon hơn rồi phải không? Nướng thơm hơn hả? Nó quen tại, rồi. Tại nhờ nó thơm mà ngon chứ mình không phải là mình nó... đang nướng nó quen rồi không? À. Mà nướng cái kiểu này nè. Ừ. Nó mới khô mà nó khét vậy thôi. Ừ, nó ngon phải không? Đó, khoai lang nướng. Sáng là phải ăn sang rồi không? Trời ơi. Mà hồi Việt Nam ăn vậy là khổ, mà giờ rồi ăn vậy là sang đó. Sang thiệt luôn á. Phải ăn sang, sáng khoai gì đó. Trời đất ơi, khoai lang mà gửi từ Cali mà biểu xa lắc ra lên nặng thế bà nội. Cái thứ này nó tính tiền cước cho thầy. Không, nó ra lấy cái thùng đó. Phải cái chuối vô nó ăn một thùng này để đầy một thùng vậy nó ăn 2 đồng. May là mấy á. À, nó có cái size của nó. Vì mình ra bưu điện lấy cái thùng đó. Để trong cái thùng đó thôi. Cái đừng có đóng thùng nát mắt lắm. Nặng nhẹ bao nhiêu biển đầy thùng thôi. Đầy thùng thôi. Đúng rồi. Có cái loại thùng có 5 đồng nữa. Chú Quang Hỷ cho trộm miếng giấy này. Đi 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 đó hà thị đi. Mày có thể cho. Đó. À, cái ly nước là... Bữa nay là ngày uống cà phê. Uống tuần uống 2 lần cà phê vậy đó. À. Cái này không có dơ, cái này là tại hôm qua chuối đó, hôm qua đưa đi dễ chuối quá cho ông á, tôi hà tiện từ miếng giấy. Mình gì cũng vậy, mình hà tiện đi nó giàu à, mình xuống núi. Nhưng mà ngộ nha, sao hà tiện nói với bản thân tôi hà tiện với ai á, thế giờ mình biếu là mình không có hà tiện. Ví dụ đó xin lỗi đi, mình biếu cho ai thì mình không có hà tiện, mình không có ích kỷ, còn bản thân mình đó mình phải hà tiện để mình để dành cái phước. Phải biết không? Ở Việt Nam có một cái ông đây bây giờ tới bây giờ người ta vẫn còn lưu truyền đó, ông đó tên
tên tộc là cái gì ông không nhớ rồi, nhưng mà dân gian người ta gọi ổng là chú quả đó. Có ai vợ hơn ông đâu, cả cái miền Nam cả cái miền đó. Vậy mà bây giờ thầy biết không, trời ơi, cái mã của ổng ấy đường đường Dĩ An đó, đường lên Biên Hòa đó. Cái một cái mã của ổng á, từ thành cái đồi, hồi xưa nó là cái đồi. Ổng ngồi trên đỉnh đồi, chóp trên đỉnh đồi, ổng nằm ở trên đó, ổng chôn trên đó đó. Bây giờ dân nó tứ xứ nó kéo về nó ở đó, nó chiếm đất nó ở đó, tại cái đồi thoải thoải cả mẫu đất mà cái mẫu cái mộ của ổng cả mẫu đất đó. Nó thoải thoải lên về nè, ổng ở trên này, dân bây giờ nó bu xung quanh nó ở kính nó rồi, không còn thấy cái mộ ông chú quả đâu nữa. Nhưng mà ý ông cái gì tốt cái gì xấu đó, tôi nghe cái gì, ý là ý ông đang nói cái giàu tốt cái cỡ như ông đó đó. Mà nghèo cũng cái cỡ như ông đó, tiền thân của ông là đi gánh ve chai đó. Thì đó biết là thường mấy ông cắt chú thì biết rồi. Giàu rồi, giàu tới cái mức đó đó, biết bao nhiêu chợ búa cho bệnh viện này kia đâu của ông. Cũng không còn gì nữa. Ý nội dung là ông nói vậy. Giàu mấy rồi cũng hết thầy ơi. Nghèo mấy rồi cũng hết, chỉ còn lại cái chữ tâm thôi à. Không, ngoài đời tôi gọi là chữ đức. Ở đức hả? Bởi vì xin lỗi. Trong đạo thì kêu tâm, đúng rồi, đúng rồi. Chữ tâm, bởi vì cái tâm á, thì nói nó thật lòng là kẹt ngõ cái tâm nó đi liền như gọi là tâm địa. Mà tâm địa là cái mảnh đất rộng, mà mảnh đất rộng á, mà nếu có tâm địa này mà nó tốt á thì mảnh đất này nó tốt, còn ngặt cái trong cái tâm địa đó thì nó cũng có những cái loài cỏ gai góc hay là loài cỏ độc hại, tự nhiên đó nó mọc lên à, từ đó mọc lên mới gọi là tâm địa. Nó không có phải là cũng là tâm địa, nhưng mà trong cái địa tạng á thì nó tâm địa này là ông địa tạng này, là ông địa tạng này là với cái tâm hồn nó rộng mở bằng cái đạo đức từ bi, cho nên đại bi, đại nguyện, đại thánh, đại từ, bổn tôn, địa tạng. Còn bây giờ thí dụ như trò với chú mình cũng có tâm địa nè, nhưng mà ngặt nổi mình cũng có những cái suy nghĩ sai lầm lệch lạc. Hay không, đúng không, cái này công nhận được đó chứ, đúng mình đâu phải là thánh. Đúng rồi. Còn sở dĩ cũng tâm địa mà ông địa tạng này ông là thánh, bởi vì là bổn tôn địa tạng bồ tát đó là ông thánh, ông bồ tát, tất cả đều là do cái có ý ở ngoài đời ta quan niệm là con người là cái đức. Mà cái người nó có đức á thì năm thứ gọi là ngũ đức á, phúc cũng có năm thứ, mà giờ tự nhiên đang nói quên ngang à. Nói gọi ngũ phúc lâm môn, rồi ngũ đức. Người xưa người ta phân tích kỹ lắm cái gì gọi là đức, chứ không phải nói có đức là thí dụ như chú làm ác thì chú đem tiền chú mua cái danh, chú luyện để cho người ta tôn sung chú, có khi nó chưa phải là đức nha. Đúng rồi. Nên nên á, mà cái đạo Phật á mà kết hợp được với cái đạo Khổng, đạo Lão gì, nó hay là chỗ đó. Rằng hay là hay chỗ đó là bởi vì để kết hợp để giải thích cho nó ra những cái chữ đó. Mà những cái chữ đó đó thì bên Ấn á, giống như thật bên Đức Phật thì không có nói rõ cái chuyện đó. Nhưng mà bên Trung Hoa lục địa là thà bên Khổng Lão á, là Khổng Đạo Lão thì thí dụ hay là nói chữ gì ra là giải thích rất rõ ràng tường tận. Chữ phúc là phải nói là ngũ phúc, đức thì nó có ngũ đức đó. Rồi ví dụ tài thế nào gọi là tài, tài năng hay tài chánh hay là cái tài tiền nhân dân đó, thì nó rõ ràng lắm. Nhưng mà bởi phải kết hợp, vì vậy mà cái hệ không phải riêng hệ phái Bắc Tông nữa, mà kể cả Nam Tông vẫn phải kết hợp với Khổng Lão nghe. Chứ đừng có nói vậy là Đại Thừa, tụng kinh Đại Thừa là do mấy ông Tàu, vậy là bên Nam Tông không có, bên Nam Tông nguyên thủy của nó cái chữ nó dịch ra có khi cũng những bài kinh từ gốc chữ Hán nghe. Tôi thấy chết tới nơi. Trời, có những như là tối hôm qua hồi ngủ sớm tới chiều tôi giật mình thức dậy mới có 10:45 mà mình tưởng nó sáng rồi. Nó cái đầu mình nó quay vòng. Bởi vì khi ngủ sai quá đó. Ngủ sai, tại hôm qua cũng có làm chút với chơi tới luôn, vậy mà nó làm tối mình ngủ sai. Không, vậy là hiện tượng vật lý trong cơ thể, cơ địa của ông nó có vấn đề. Đúng rồi. Vấn đề ở chỗ là thầy mà cái người mà thường thường mập như mình như vậy đó, là thầy nếu mà thầy nằm thẳng băng vậy nè, không có gối cao đó, là sáng dậy máu nó dồn đầu.
dồn nhiều quá thì cũng không có tốt cho thầy. Không tốt. Nó nên thầy mà, phải kê cái đầu nó cao lên. Phải nằm gối cứng nó cao. Đó. Rồi phải đâu có nằm thẳng băng đâu, nằm nghiêng thế mà. Bị giống như khi mà nó chìm vào trong giấc ngủ sai á, thì có khi cái này nè, bác sĩ nó nở ra, tôi thường nói hoài đó, hai bên đây nè, mập quá đó. Nếu mà không khéo có khi đi luôn á nha. Không, không có đi luôn. Có khi đi luôn, tại vì mập quá. Khi nào cái thanh quản của thầy, cái lỗ thở này đây nè, cái ống thở này nè, mà nó thông thông á, thì ông mới đi. Còn nó thông được thì không đi, dù có chút xíu thì sợ nó nở ra thì nó sợ cho nên bắt buộc lần này cũng phải có cái máy thở. Nó nở không có nghĩa là nó bít, không phải vậy. Dạ nó nở không nên bác sĩ biểu có máy thở cho mình, nó nhột quá rồi giờ có máy oxy đó mà gắn cho nó nhột quá, khó thở quá. Không, khi nào thầy thở không nổi, thở không được thì mới gắn, chứ đừng có trợ nó, đừng có lấy nó làm trợ lực, đừng có trợ lực. Thầy phải làm hết sức mình đi, chừng nào không xong không được rồi mới dùng cái trợ lực bên ngoài phụ nó. Chứ cái gì ông cũng sử dụng nó, mai mốt ông quen rồi nó không có nó. Ông đúng là đi đâu phải xách theo. Thì đúng đâu có được, tôi thấy không, nó quen. Nào có xài bỏ luôn cái đó rồi, bây giờ cái bữa có bình oxy của bà Linda bảo lại lâu lâu gắn thử mà nó nhột, trời cũng có được. Cái lỗ tạo phù. Nó quen với cái lỗ mũi, thổi vô lỗ mũi mình đó. Thành ra đừng có dùng trợ lực nó. Trong cái đời sống vật chất thì là vậy, thể xác là vậy thì cũng... kể cả đời sống thực tế, thực chất cũng vậy đó, đời sống thực của ngoài đời này cũng vậy. Phải có cái cây xanh là vậy đó, thấy không? Nên trong nhà tôi cây xanh tùm lum là vậy đó, chứ không có mấy cây đó là tôi chết á, thiếu oxy á. Bây giờ thấy hỏi ông thì còn ham gì nữa không ba? Thật sự thật thì thầy nói thật sự là thấy vậy, cái thấy nó ngao ngán rồi. Nhưng mà thầy phải lấy khí trời cho nó tiếp oxy vô, làm nó phụ với ông chứ không để ngày. Thì đó, bây giờ mấy ngày vậy nè, mâm hỏng nó đổ lạnh thì là này phải mở bung cửa ra đó, tắt máy lạnh, tắt máy hít đó. Đặng cho nó lấy khí quyển đưa vô. Ăn nữa đi, bây giờ ăn khai nào ăn. Hai củ rồi. Ăn cứ ăn đi, tôi luộc các bạn thoải mái đó. Hai củ rồi, trời đó, cái ăn nữa nó đầy cái bụng, để uống miếng trà chứ. Trà vậy là ông muốn được á ha, tôi sợ rồi. Trời ơi, trà vậy ngon quá rồi chứ, đòi hỏi cái gì nữa. Rằng ngon thì ngon, mà sao tối ngủ không có được. Tại thầy chưa tới lúc. Nên được sao? Cái lúc mà ông ngủ không được nhiều năm nữa là lớn lần cái tuổi lên á, tuổi mà lớn lần lên á, thì thầy chỉ còn một cái món giải trí là thức. Không ngủ được thì phải thức, mà thức không làm cái gì ngoài chuyện kinh sách nghiên cứu ra rồi. Chỉ có trà thôi. Vậy đó, rồi ông cũng đi vô cái con đường uống trà thôi ha. Hàng 6 trở lên ông sẽ thấy cái trà này, thì mới là cái bạn tri kỷ của ông á. Ông biết đó thiệt, ông với tôi sống nổi tới hàng 6 không nữa, thôi yêu còn tới hàng 5 thì tính tiếp. Ai dám nói được cái đó là tôi thấy. Không có, cái đó không, 6 tháng nó đổi lần rồi. Chỉ tay này 6 tháng nó đổi lần à. Còn ai dám nói ngày mai ông chết cái ông đó đúng là tế thiên hành đạo à? Ông mà dám thay trời nói câu này đúng là thay trời đó. Mà sao dám nói được, không ai dám nói hết đó thầy ơi. Ngày mai có chết rồi cũng không dám nói ngày mai tôi chết nữa. Phá cái luật trời là không có được. Đó vậy. Có số ha. Dạ nó số. Nhưng mà do cái phước đức. Do mình làm phước thì nó có khi nó thêm. Do mình làm tội có khi nó nên, giảm nên, rồi cũng do mình làm phước có khi thay vì mình ở đây đấy dầm nhưng mà nó rút ngắn lại đó, nhiều mặt nó cũng này nó cũng chưa phải là tuyệt đối nữa, vô tình nói vô cùng nói hay những cái số mình phải nằm ở đây đấy dầm thêm 10 năm 20 năm nữa, nhưng mà nhờ mình làm phước cho nên mình không có hành hạ đi sớm cũng có ví dụ như đó. Ở đây có phước chắc cũng ở đây ngày xưa tôi nhớ câu mà tiền giang nói á, nhân từ giả thọ hung bạo diệt vong, cái câu đó là nhân từ giả thọ là cái người mà có lòng tốt nó sống dai, hung bạo diệt vong cái người mà hết nhân ác đức hung bạo thì chết sớm. Nhưng mà thật ra nó có nhiều khi người là sống ở đời ta rất là tốt, ta nhân từ nhưng mà ta chết sớm, ta chết rất an lành. Rồi cũng có những người làm phước rất là nhiều nhưng mà chết rất là khó khăn. Cái này thì nó dính tới là gọi là tam tàng đó. Tam tàng là cái nhân quả ba đời đó. Mà do cái tàng là cái tàng thức nè. Chữ tàng hay lắm nha. Nên tam tàng, do tam tàng quyết định. Thằng ý vậy chứ nó không có bằng thằng thức nè. Tám thức nhớ không? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân,
Ý, mặt na hay là da là tám. Cái thằng quỷ này nè, thằng quỷ này là gọi là tam tàng nè, chứ không phải tam tàng là tam tàng trên đĩa nghe. Tam tàng là do cái ẩn tàng mà nó thằng thằng a lại da này, cho nên tại sao cái thằng thức phải chết phải cúng 49 ngày. Tàng là tàng có rê đó, dạ. Tàng là tàng không rê, tàng có rê, nhưng mà tàng này là cũng là tạng luôn đó. Nhưng mà tạng này chừng nào nó tam tạng kinh điển thì nó mới nó kinh điển, còn để nói tam tàng là ba cái thứ, một quá khứ hiện tại vị lai của cái tàng thức nè. Nó không thấy mặt nó, nhưng mà nó là dẫn đi luân hồi, dẫn đi khổ đau hay là sung sướng là thằng quỷ này nè. Thằng quỷ gọi là bát thức tâm vương đó, thằng thức thứ tám đó. Đâu chú kể là tám thức là coi, sợ nay là nói cho chú kể là coi đúng không? Nói đi quên là nó là tám thức, nhãn thức, gì nữa? Ý là mặt na, hay là da. Thằng mặt na nó ghê lắm, thằng này nó láo cá lắm. Nó đứng trung gian với thằng Ý, là thằng thằng A Lại Gia. Nó chọt hay lắm. Thí dụ như ông vừa tới đây thôi, là cái thằng Ý tôi thấy ông cái gì, nhưng mà thằng quỷ mặt na là nó chạy, nó báo cho tà thức. Cái tà thức nó trả lời liền, mày ra mà biểu thằng Ý thức á, nó làm cho mặt mình sáng rỡ lên. Tại vì ông ba là cái người mà hôm qua nói cái câu gì đó mày vừa lòng, còn không á mày nói cái thằng Ý thức mà biểu nó làm cho cái mặt quạo xuống, bị thằng cha nó hôm qua nói xấu mày đó. Cái thằng quỷ này nó ghê lắm, mà thằng mặt ra nó chọt hai bên, nó chọt qua nó chọt lại, nó chạy giống như nó đứng ở cửa, nó thấy ông một cái rồi là nó chạy vô, nó báo quỷ này liền. Thằng quỷ này nó lục hồ sơ liền, ông hiểu, nó lục hồ sơ. Đó, tự nhiên mới vừa thấy tôi mới vừa cười đó, cái tự nhiên tôi nhớ là ngày hôm qua ông đang nói gì tôi sốc hàng đó. Thằng quỷ này là thằng tàng thế. Nhưng mà thằng mà nhiều chuyện là thằng mặt na, nó chọt hai bên rồi đó, chú hiểu đó chưa? Mặt na nó cũng là thằng ý thức thôi, nhưng mà nó hơn thằng ý thức cái chỗ là nó chạy nó báo cáo rất nhanh, giống như thằng trợ lý vậy đó. Thí dụ giờ chú tới cái quán chú mua, thì ngoài cái thằng bán, ngoài cái thằng chủ, nó còn cái người mà nó ngồi nó dòm rồi nè. Nó dòm cái tốt, cái xấu phải quấy, nó báo, rồi nó đứng trung gian có hai thằng Ý, cái thằng mặt na, A Lại Gia đó. Vậy thằng mặt na có phải là thầy nói vậy là nó là thức, nhưng mà nó... Nó là ý, nó là ý thức. Nó là ý thức mà của nhãn hay là của gì vậy, để cho nó nhìn... Nó gồm hết, nó là thằng nhiều chuyện mà. Ừ. Nó là cái thằng gọi là... Mình gọi là mình... Thằng gọi là CIA hả? Ở Mỹ gọi là CIA. Thằng mà chọt qua chọt lại để báo cáo rất là hay đó. Cái thằng đó nó ẩn mặt đó, mà nó là nó không có quyền, nhưng mà nó là thằng báo cáo đó. Ví dụ nó báo cáo cho ông chủ là A Lại Gia, ông chủ đi lục hồ sơ liền, hồ sơ chắc đóng hồ sơ chắc từng ngăn này nè. Nào là vui là buồn, phải quấy là thương ghét là tốt là xấu, là thanh sơ biểu thử nó giải sát từng ngăn. Nó vừa rồi nó báo là có ông bà tới, thì cái thằng mà A Lại Gia này nó kéo hồ sơ lên nó coi liền. Thằng cha này phải vui chứ anh chả, thằng cha này phải buồn chứ anh chả, thì vừa nói nó chạy lên nó báo ý thức liền. Đó, biết không? Đó là thằng mặt na. Còn A Lại Gia? A Lại Gia là thằng tàn thức, cái kho lưu trữ, cái kho lưu trữ tàn thức á. Thằng Ý chưa quyết định gì được hết. Nó tới thằng Ý đó là chủ. Nhưng mà nó phải giống như bây giờ Việt Nam vậy, nó có chủ tịch hội đồng quản trị, nó có mấy bao nhiêu giám đốc. Nhưng mà nó còn cái chỗ cái con trợ lý đó, mấy thằng trợ lý, mấy thằng đó nó chọt qua chọt lại, nó làm cho bớt vậy đó. Yeah. Nhưng mà thằng quyết định là thằng Ý. Tức là thầy nói rằng là mình tác ý rồi, thì cái từ cái tác ý đó biến thành cái hành động đó, thì nó phải qua tám cái thức này đó. Cái năm thức đầu gọi là tiền của thức, không nhầm nhò gì hết trơn á. Gọi là tiền của thức thì thằng con mắt này nó nhìn, nó thấy. Thí dụ giờ tôi ông vừa tới cửa, tôi thấy ông ba. Nhưng mà thấy chứ nó không, nhiều khi thấy là tôi đang suy nghĩ cái gì đó, lỡ mà thằng Ý nó bận chuyện gì đó, nó không để ý. Thôi ông làm gì cũng làm.
Nhưng mà bây giờ nhãn câu ý thức, có nghĩa là cái mắt này nó cảm thấy thức là thấy ông ba nó nhưng mà ông ba giống trà thằng ấy nó quyết định nó mời giống trà phải không, nó xuất ràng khẩu nhãn câu thức. Nhưng mà khi mà chuẩn bị mời rồi đó, chưa mời hay là mời gì đó, nó cũng chưa có mạnh nữa, mà cái thằng quỷ mặt ra nó chạy nó báo tàn thức rồi nè, coi cái tên này, cái ông này tới nè, là thương ông thầy hay ghét ông thầy, coi ông này tốt hay xấu là do mấy quỷ nó nghĩ nè, nó nghĩ lung tung vậy đó. Thì khi tự nhiên nó sờ lục lại hồ sơ, thằng cha này nó xấu lắm à, nó tự động mặt tôi đỏ phừng phừng rồi tôi trở sắc diện liền, tôi nói chuyện khác liền, trong gần tích tắc thì thôi, không có nói bao nhiêu phút sát na là đó. Sát na là đó. Còn khi mà tôi thấy chú tôi à chú ba là chưa đâu, chưa lúc đó là trong trước lúc đó thằng Nguyễn mặt na nó chạy vô rồi, nó chạy vô cái tàn thức rồi. Rồi sau rồi cái tôi bắt đầu tôi nói hôm qua chú làm vậy đó hả, đó là nó báo cáo, nó lục cái kho rồi nó à chú ba. Rồi cái tôi đầu tôi tiếp tục như vậy nữa đó, à thôi mà chú không trà, cảm ơn chú là kia thì nó lại nó sắc mặt nó khác liền, thấy không? Mà ví dụ đang lỡ cái gì đó, nó thấy chuyện hôm qua làm chưa xong mà bực mình gì đó, vui, nhưng mà tự nhiên nó vô nó báo liền, thằng tàn thức nó lục hồ sơ. Nó ngày hôm qua mày nhớ mày gì, hôm qua mày có cục giận, mình định ngày nay mày nói không, giờ mày phải nói, thấy không? Là nó tổ ra liền, trong vòng màu sắc này, thấy ghê không? Mà cái thằng quỷ mặt na nó ghê lắm, nó chạy tới trong giai đoạn đó thì có 8 cái thức này nó diễn biến, mà quan trọng nhất là 3 cái thức sau cùng. 3 thức sau cùng quyết định là thằng ý, mà lục hồ sơ lưu trữ hồ sơ là thằng A Lại Gia, còn cái thứ mà chạy và đâm bên đây thọt bên kia để mà cho nó khởi lên đó là thằng mặt na A Lại Gia. Mặt na nó là thuộc ý thức, nhưng mà nó cái chiều của nó đứng trung gian hơn, hiểu không? Thì gọi đó là tám tạng hay bảy cái tạng cái gì? Hả? Thì gọi đó là tám tạng, tám cái tạng. Bát thức tâm vương là nhưng mà cái thằng mặt na đó, của thằng A Lại Gia thì gọi là tam tạng. Tam tạng là tại vì nó lưu trữ cái hồ sơ quá khứ, bát thức tâm vương, hiện tại, vị lai. Mà ngay mình không phải mình phục, chỉ có Phật giáo mới phân tích rõ ràng vậy đó chú. Nếu hiểu được rõ ràng không? Thực tế không? Không có gì mơ hồ, quá rõ ràng không? Mà con mắt này nó không là gì, nó chỉ là khi nào nó gọi là câu ý thức. Lỗ tai này nhĩ câu ý thức, lỗ mũi này tỉ câu ý thức, cái lưỡi này là thiệt câu ý thức, thân này thân câu ý thức. Chứ còn mắt chứ không có là gì, nó chỉ là bởi ta mới gọi là mắt là cửa sổ của tâm hồn á. Nhưng mà nó công cho cái thằng ý, rồi nó thằng quỷ mặt ra nó báo cáo là thằng tàn thức nó lục hồ sơ, thì lúc đó nó mới có chuyện. Bây giờ mắt chú thấy ra đường, chú thấy đẹp, nó có gì đâu là đẹp. Đừng có dại dột mà nói theo đạo Phật là không có nói đẹp, tôi không hết. Đẹp có nói đẹp, nhưng mà đừng có tác động vô cái thằng ý, thằng mặt na Lại Gia là vô tư. Nhìn thấy cô gái này đẹp thiệt, mình ví dụ như cô gái này đẹp, nói phải chi mình ước mong mình có đứa em, đứa con gái vậy đẹp thì chắc mình cũng hãnh diện, là lúc đó nó đâu có tác ý tầm bậy bạ. Thấy không? Ví dụ mình nói phải chi đứa con mình nó cũng đẹp vậy, chắc mình vui quá ha, con ai sanh nó đẹp. Nó không có gì hết, nó hoàn toàn trong sáng. Nó không có gì đâu, nhưng mà bây giờ nó đẹp cái mình khởi lên tầm bậy bạ. Mình suy nghĩ bậy bạ thì nó mới nhiễm ô. Cho nên vốn cái này nó không có nhiễm ô. Mà nhiễm ô là bởi vì do cái tư tưởng nó khởi. Đẹp cứ khen đẹp, không tội lỗi gì hết. Nhưng mà mình đừng có ôm nó, mình đừng có chấp thủ nó. Gọi là chấp thủ ưu tướng á. Hả, chấp thủ ưu tướng á thì gọi là biến kế sở chấp. Biến kế sở chấp là mình biến ra đủ thứ cái kế để mình chấp, nào là lấy hay bỏ, phải hay quấy, thương hay ghét, tốt hay xấu, thị phi, được hay mất. Thế gọi là biến cái sở chấp. Bây giờ mình dược thủ ở tướng, nếu mình giữ gìn cái tướng đó thì mình bị biến cái sở chấp. Mà biến cái sở chấp thì ta gọi là y tha duyên nghi sinh khởi. Thấy không? Những cái từ đó không? Y tha là mình nương cái việc đó đó. Y là nương đó. Tha là tha cái việc bên ngoài đó.
cũng cũng có thể là tha là người, thì mình nương cái việc đó, nương người đó mà duyên nhi sanh khởi, cho nên nó tự động nó sanh khởi bao nhiêu chuyện, mà khởi bao nhiêu chuyện là thượng gì, phải quấy, hơn thua, tốt xấu, được mất, thương ghét, thiện ác, tội phước, là nó gì, đối đãi, đúng chưa, rõ chưa? Đạo Phật chúng hay phân tích rõ ràng, phân tích rõ ràng, mà từng suy nghĩ của từng sát nó khó diễn đạt lắm á. Một sát na thôi mà nó khởi biết bao nhiêu việc không? Khó diễn một đạt. Cái khải bọn sát na mình cho là một cái khải móng tay đi ha, một cái nháy mắt là sát na gì? Nhưng mà nó khởi nè, nó vô nó báo cáo, nó làm cho con người chú khó chịu là động thân. Động thân cái tự nhiên nó tức tắc vậy, mà nó giận lên hay là nó giận hay là nó vui, phải không, là động thân. Rồi nó bắt đầu ra gì, ra lời nói. Lời nói nhẹ nhàng hay là nói hung dữ. Là nói thương hay là nói ghét, tức tắc trong từng sát na thôi. Ví dụ tôi gặp chú mà bữa nào tôi vui vẻ, tôi chú có chuyện gì, tích tắc trong từng sát na tôi, ồ chú ba tay bắt mặt mừng. Còn ví dụ tôi đang hầm chú có chuyện gì đó, an giận việc gì đó, tôi gặp chú bắt đầu nó phừng phừng lên cái thân này, nó chú thấy không, cái thái độ, cái hành động nó thể hiện liền đúng không, thì trong một sát na thôi chứ không có nói là lâu bao gì đâu. Còn nhanh hơn máy tính nữa. nhanh hơn cái nhanh hơn máy tính nữa. Mới gọi là sát na. Computer đó, thầy cầm con chuột thì click một cái vậy chậm hơn một sát na đó nha. Mà click phải chờ nó chạy, chứ không phải click rồi cái nó ra liền đâu. Click rồi phải chờ nó chạy, cái kết quả nó ra cho mình thấy là bao nhiêu trăm sát na rồi. Cho nên là mặt na nó ghê hay, lắm hay. Nó vừa thấy là nó chạy, nó báo cáo liền, chạy vô lục hồ sơ liền. Cái đầu nó dữ dằn vậy chứ. Cái đầu con người ta nó còn dữ hơn cái máy. Đa như cái hệ thần kinh đây nè. Cho nên hãy mà gọi, người ta gọi là bức bật máu não là tiêu đó. Dữ quá. Cho nên nhà Phật phân tích rõ lắm. Bởi vậy cho nên học Phật phải học rõ ràng vậy mới thấy nó giá trị ghê lắm chú ba. Mới thấy nó thoải mái cái tinh thần. Còn mà học Phật theo kiểu mà cúng nguyện, cầu xin, gian giái, rồi lễ bái, rồi lại lục, rồi tội lỗi, rồi kia, rồi cái đó là đạo nào cũng có dạy, chứ mới riêng về đạo Phật. Đó là cái gọi là sơ cơ, đúng không? Ăn nữa đi không? Chờ lâu thầy. Hai trái à. Ăn tím cái răng, cái miệng của nó màu tím luôn nè. Chút xíu nữa, trưa rồi có bớt cái bụng rồi, ăn thêm. Tôi nhớ Trà Vinh quá không? Nãy luyện về nhớ. Nhớ cấm đẹp nè. Mà thật sự mình không, tôi làm đâu, tôi ăn có được đâu. Nói vậy thôi. Chứ nó cấm đẹp có đầy đó mà mình muốn làm ăn, nó cũng khá là ăn một mình. Đúng rồi, ăn không cái ăn. Phải có dừa tươi nè, thầy não thì dừa khô thầy não thì dắt. Cái giống như sáng giờ tôi nướng khoai mà tôi muốn ăn mà sao nó không ngon, mà giờ có ông mình ngồi nói lò lao quá lát, ăn ngon phải không? Ăn khoai cũng phải có tri kỷ. Nhưng mà tới cái già, cái bệnh, cái chết là không có tri kỷ rồi nha. Không có đâu. Bệnh cái gì mà có tri kỷ chứ, cái già, cái bệnh, cái chết bệnh, là không có tri kỷ đâu. Một mình rồi chết cũng một mình. Một mình rồi. Theo được hết đó. Một mình còn lại một mình với mình cái gì đó. Yeah. Ông nói bà Thanh Quang đó. Còn bản tình riêng ta với ta đó. Mình dừng chân quảnh lại trời non nước. Một mảnh tình riêng ta với ta. Đừng nói rủ ai theo không có đâu. Tri kỷ nó cũng muốn, nó cũng theo không được. Không được. Tôi cũng không dám theo. Vậy chứ, ta nói hay lắm. Trời ơi. Phải chi mà thí dụ như má kéo con theo má ơi, má là kia đó vậy chứ, nghe đi lỡ coi gặp ông thầy đạo ác nghe ông đây chết gặp trùng cái lo đi không ai vậy kia. Lo đi mà chữa, lo đi thì dễ yếu 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 mà thầy sợ dễ kéo. Rồi hồi lúc mà đấy chết người thân chết hay lắm, chứ mà nói trùng nữa coi ai không có yếu không, mới khổ đây bị nè, đây bị nè. 3 năm một người, 3 năm một người mà liên tiếp 5 người như vậy.
15 năm. Nhà con Vy nè. Không, cái đó như vậy là không phải trùng mấy đâu. Trùng chứ còn gì. Cái đó là cái chất cặp cung tốn á. Cái cung tốn nó độc lắm. Cung tốn nó độc hơn trùng nha. Tốn mà thí dụ chết gặp cung tốn nó độc. Nó biết sao mà tránh được. Ví dụ nam nữ gì á, cộng ra hai số á, số 1 là cung tốn à. Là tôi thí dụ giờ chú thấy chú ta số mấy đi. Thích số mấy à? Ừ, tôi thí dụ cộng là số 1 á. Cộng hai số là số 1 á, trong từ 1 tới 100 chú nó thích số mấy chú nói đi. Cộng hai số lại còn từ 10 ra còn số 1 á. Số 8. Đó, số 8 thì là số 8. Ví dụ 83. Nè, nam nữ gì nè, 83. Chú nhớ cái vụ 6 nói rồi chưa? Càng khảm cấn trấn tốn ly khôn đòi. Bây giờ chú nói 83, chú muốn nói nam hay nữ? Ví dụ người chết 83, ông muốn 83 nam chứ. Nam đi ha. Nam tính từ đây nè. Nam tính từ đây nè. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81, 82, 83. Càng khảm cấn trấn tốn, đúng không? Rồi bây giờ nữ. Nữ thì tính ngược nè. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81, 82, 83. Nam nữ gì cũng tốn hết. Cũng tốn. Cái này chú thuộc này chưa? Cái này tôi chỉ ông mẹo dễ nhớ lắm để trời. Rồi nhưng mà cái này thầy tính theo cái cung chết. Thì cung tử. Để biết để thiếu ai chết cung gì chứ biết ví dụ mình không có nói là do cái phước đức con người thôi. Nhưng mà thí dụ mình cũng biết là cái gia đình này mình biết sơ sơ á, rồi mình thí dụ mình dám mà gia đình này đang ở hiền thì nó sẽ qua hết. Đang ở thất nhân ác đức thì nó bị tai nạn. Nhưng mình cũng biết rồi mình muốn biết cho nó chắc coi, thử coi sao. Thì phải cái này. Giờ tôi chỉ lại chú nè, đưa lên 6 ngón nè, thấy chưa? Bắt đầu cung càng từ tí nè. Càng, khảm, cấn, trấn, tốn, ly, khôn, đòi. Nhớ chưa? Thuộc chưa? Rồi. Càng từ tí. Tí. Rồi đàn ông á, phát sinh từ dần. Nè, đàn ông là bắt đầu 10 nè. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, tới 80, 90, 100. Nó quay vậy thì bây giờ chú nói nhiêu tuổi đi, giờ chú nói tuổi nào? 93. 93. Nữ hay nam? Nữ. Nữ là tính từ đây nè. Nữ là ngược lại nè. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93. Tới đây 93 bấm đây ha. Càng khảm cấn trấn. Cung trắng. Mà ngược lại thử cái đàn ông là cung gì nha. Chỉ có số 1 nó mới giống nhau thôi. Còn đàn ông cung gì? Đàn ông tính từ đây đúng không? Hồi nãy nữ tính từ đây. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93. Càng khảm cấn trấn tốn cung ly. Mà tốn đắt cái tốn đó, thì nó tốn cái quan tài là coi như gia đình nào mà chết cũng trúng cung tốn á, có người chết trúng cung tốn mà nếu nó thường nó dính nếu cái họ thì 3 năm nó theo hai cái quan tài nữa, nó thường nó như vậy. Rồi trong 3 năm hai cái quan tài đó mà nó có người nào mà gặp chết trúng cung tốn nữa đó, rồi nó tiếp 3 năm hai cái quan tài nữa, không lẽ nó làm trụ trì vậy ba lần đó sao thầy? Thì nó làm hoài vậy đó, mà chừng nào mà trừ khi nào cái phước cao, cái đức lớn, nghe, tôi cũng nói có ngờ nghe, chứ không phải cái này là bảo đảm 100% nghe. Đây nè, bà nội đó, 93 tuổi, 2006. Vậy là không có gì hết, vậy là nó thuộc vô cái gì đó, vậy là không phải đi. Ông già đó, 81 tuổi, 2009.
Cái đó không phải chú ơi, tôi ba năm người lộn không phải, tôi xin lỗi chứ tôi lượt. Tưởng đâu là chết 2, 3, 4, 5, 60, trời ơi 93, 81 ông nội đó thọ quá thọ rồi ông mà sao ba năm đi không người... phải chứ thọ quá rồi chứ có chết có ai nào được, tôi tưởng đâu là chết là năm mấy bốn mấy ba mấy cái đó là quá thọ rồi, đâu có hẹn được chứ không lẽ đó giờ ông đấy ông nội nội mày mới chết 3 năm thôi, tao để ráng 5 năm thôi, đâu có được cái đâu có đâu trời ơi, đâu có tính được cái tuổi từ 60 trở lên đừng có tính được tương cái đã 60 là thọ rồi trời ơi, tôi tưởng đâu là trong vòng họ mà chết bất đắc kỳ tử, chết xong chết xuống nhưng mà bà đó nghe chung 8 năm đó này bà nội đó chung 8 năm rồi đó, tưởng đâu là rã thịt để lấy cốt đưa về bờ, kế bên ông nội nghe khi lấy cốt lên rồi trời ơi như còn nguyên vậy nè, nắm cái tay giật gì không đứt cái thịt. Không phải chú ơi, này tôi cũng xin lỗi cái nữa. Sao? Tại cái thời của ông các ông bà cụ trào xưa á, thứ nhất là thời đó chôn bằng cái cây danh mộc dầu là cái sao thì bởi vậy nó không có kỹ thuật đẹp như bây giờ, nhưng mà cây sao cây danh mộc rồi thành ra nó nước thứ hai nữa, ngày xưa người ta không có ăn quá chát như bây giờ. Đúng rồi. Chú bây giờ chú quá chát, chú giỏi từ 2 năm rồi là nó thiệt, chú đâu còn mẹ gì hết trơn rồi. Hồi đó ông bà xưa ta đâu có ăn quá chát. Bà ăn cái chỏ với tép luộc nó rồi. Ăn vậy không cho nên nó giống như cái thịt nó chắc, mà càng không ăn thịt chúng sanh này kia nọ thì giống như nó lại là nó thanh khiết nữa. Dĩ nhiên chết thì cắt bụi, nó trả về cắt bụi, mình không có nói cái không chuyện đó chứ. Nhưng mà nó lâu chứ không phải không trả, nó lâu. Tại vì nó vô nó nhiều cái chi tiết đó. Mà tâm lý thì nói hồi xưa đó, bà đòi nằm gần ông nội mà lại không có đủ cái điều kiện. Thành ra ông già ông quyết định là thôi, bây giờ đào cái mộ ông nội lên để chôn bà, nói kỳ, thành ra chôn kế bên tại đất nhà mà. Tại dính, chôn kế bên. Bây giờ 8 năm sau thì nghỉ bụng xong bây giờ, ao cứ nghĩ cái mộng ước của bà là phải chôn bà kéo bên ông nội đó, rồi thủ định lấy cốt ngay cái ngày thanh minh, lấy cốt đưa vào đây, đưa cái mộ lên rồi trời cái cơ nó còn nguyên người. Hồi đó cho một cái danh mộc dầu là nó không có kỹ thuật uốn éo như bây giờ, nhưng mà hỏi chú cái sao sao nó chắc cỡ nào? Hỗ trợ Vinh cái hãng quan tài ngay cái đầu chợ ngay chùa Phước Hòa đó, ngay cái đầu chùa Phước Hòa có cái tiệm hòm. Biết. Trời, nó bán cái hòm nó cây mấy thầy hồi đó mua cây mấy vàng là cũng nhiều lắm mà mua rồi mà không chết. Rồi để tới mấy năm sau gửi. Có nhiều người từ 3 cái hòm một mà chưa chết rồi sao? Trời ơi. Tôi nhớ có rõ ràng cái tôi cũng tên là bà bảy gì tự nhiên quên rồi. Là 60 tuổi bắt đầu mua cái hòm, mua để đó tới 1 cái hòm cũng không chết, mua cái thứ hai để đó 1 luôn cũng không chết, cho cái thứ ba sắp 1 mới chết. Chạy để chúng đang lại hỏi ông con ông mua chưa? Không, hồi xưa cứ 60 mua hòm để nhà trong nhà ha, thấy sợ thấy mồ luôn. Vậy mà không chết. Ta cho vậy là sống thọ, bị nhắc cái đó về ta gọi là cái thọ đó. Cái thọ đó. Rồi đêm mới gửi ở chỗ tiệm bán ở đền có, ở chùa có. Rồi gửi chỗ tiệm bán hòm á mà phải niêm phong rồi ký tên rồi này kia nọ để niêm phong cái này của mình. Nửa tháng tháng phải ghé lại thăm chứ không thôi nhiều khi nó đổi khác. Mấy ví dụ như cái người có chức sắc, có cái uy tín, có cái thế trong chùa đình đâu đó thì gửi trong chùa đình. Trời đất ơi. Đó gọi là cái thọ. Ồ vậy hả, chứ không phải là trùng à. Có cái bà sư cô nào ở đâu ở dưới Tài Vinh cũng có chùa nào sư cô nào đó nói này chết trùng cho nên phải đem cái gì thêm bỏ trên người trên đất đó. Dạ, chết mấy tuổi. Xin mấy tâm mấy vậy đó, nói tào lao. Ví dụ như thấy nhiều khi bởi vì Phật tử không biết cái nói gì ta sợ thấy mồ người ta. Chứ giờ không lẽ vô nói làm sao? Cũng phải nói vậy thứ nhất để cho người ta cũng nghĩ à thôi vậy là cho khỏi bàn cãi nữa. Thứ hai là nhờ vậy người ta cũng đi cúng kiến cầu siêu rồi cho có ăn. Nó trùng là vậy nè. Thí dụ dần thân tị hợi mà năm nay là năm sửu đi thì thìn tức sửu mùi. Thìn tức sửu mùi thí dụ năm nay mà gặp cái tuổi đó đã tuổi sửu mà chết năm sửu mà gặp tháng sửu gặp ngày sửu. Thí dụ vậy cái gì nó cũng sửu hết trùng, á. Trùng là sửu trùng đó. Trùng. Rồi cũng dính tới hành xung.
Nhưng mà thường trùng nặng đó, nó chỉ là dần thân tị hại thôi. Bởi vì sao? Tại vì khởi xướng là muôn đời, vĩnh kiếp là tháng giêng là tháng dần. Thành ra ai mà cái tuổi dần thân tị hại này nè, nó dễ dính vô chết mà nó vô nó vòng. Như sĩ tới không? Sĩ tới. Đó, giờ uống nước không sĩ ra rồi. Đó, đó. Đây con cái xài đó nha. Qua tôi thấy không cho nó ăn chip được, nay tôi xách cái bịch chip lên cho nó, tôi đổ đó. Rồi kéo ghế nó lên cho sĩ uống miếng nước nè. Chú bưng lại đó nè. Ăn cũng phải uống miếng nước. Rào. Cái này gì đi. Đó. Con nghĩ thầy làm cái thằng rào kia nó xấu quá. Đò bàn nữa đó vậy thôi thì sáu bàn đừng mua rồi mua cái này có thầy là cho cái gì thầy đó tôi chọt xuống hàng rào đó à, có rồi. Có con chó mà khổ vậy đó thôi nó xấu lắm rồi nhà thầy nó rào từ trái sang phải nó kỳ lắm nhà tôi giờ có kiết vô vô rồi giờ con chó thôi nó sao đó. Rào kia sáng hai chiếc dép tôi nữa rồi tôi giận quá không anh sao được trên mạng luôn nuôi nó sợ mà sao nó không không tôi nhớ phải lô đôi dép đi vô đó anh phải lan đi sáng phai đi tôi biết nó vậy nè tôi lô dép đi vô đó thành ra đó là chết mà gặp vậy nó mới gọi là trùng phải không dần thân tị hại mà ví dụ ai cái tuổi năm tới năm dần nè đó năm tới năm dần nè mà ai mà thử cái tuổi dần mà chết tháng giêng con nó trùng tùm lum hết trơn mới gọi là chết trùng á ý đa tôi ơi chú ba đang nói vụ chết trùng ông gia đình ổng á bà nội chết 93 ông già chết 81 vậy mà ta tôi đã đi coi mấy thầy với mấy bà giải nó chết trùng tôi nói trùng nội tôi chết trùng 93 81 còn cái ông trùng ông lẽ ông cụ đó giờ tôi má mới chết 3 năm tôi chào má chết 5 năm mà tôi đã chết 81 mà trùng gì nữa trùng khổ mà gặp khi đi coi đó mấy ví dụ gia đình mà quan ma không biết á đi coi gặp bây giờ mấy ông thầy chùa hình nói sao không phải nói vậy để cho nó thỏa lóc cho rồi thì thứ nhất đó là gia đình cũng khỏi hỏi tới hỏi lui thứ hai là cô đem đi cúng kiến chút đỉnh để cầu siêu cầu này kia đúng không cái trùng nổi cái tính trùng tại tới năm bà già bà 83 mà bà mất á thì là ba năm tám mốt tới bà già 83 cái đó trùng nữa chưa 83 là 2015 bả đó 2015 tới 2018 cái thằng anh rể đó nó cũng 78 tuổi nó thằng anh rể đó nó đi cũng 3 năm nữa tôi nói chết cha sao ba năm người cái bà chị bà hoang mang bà nói sao mày đi coi rồi cô sao mà nó trồng là vậy nè thí dụ như chết á về trồng nè ví dụ giờ cái người chết á tuổi dần hen mà là tự nhiên khiến cháu họ trong cháu nội hay là cháu cố với bà họ đó nó chết tuổi thân mà trong cái vòng 3 năm đó bị nó còn đang cái là thì vậy thì quả chăng còn gọi là trùng này kia nọ là tự nhiên nó đang mạnh trong thổng là tự nhiên nó đi cái ví dụ nó xin lỗi mà không phải tôi trùng nha tôi nói người khác chứ không nói ai ví dụ như cái người chết á tuổi dần cái là thằng cái tuổi thân mà cái thằng nó là cháu nội đi tự nhiên đang sân sẵn như cái nó nhảy xong nó chết ví dụ vậy đó là chết bác kỳ tử thì cái đó là nói là trùng nó kéo này kia còn đằng này 93 81 83 78 mà trùng bà đầu tôi chết trùng thầy nói là biết năm tới tuổi dần tuổi này là con biết rồi cái dù tuổi dần nha nói xin lỗi tuổi dần mà chết năm dần mà gặp tháng dần mà nếu gặp ngày dần nữa đó thì đó là thuốc của hủ đó cho nên dặn biết ai biết là dặn nó rủ mà tao cái tuổi dần mà rủ năm dần mà tao có gắn kéo gắn gửi thì ra họ cái ống như tao thở nó qua được cái ngày dần chứ còn nếu mà tới giờ chết rồi thì không có cách nào bà chị bà nói vậy thầy bởi vậy thì nó mới lo ủa sao 5 năm người chết mẹ năm nay tới 21 rồi tao không biết tới ai đi bây giờ đếm lại đồng có ba rồi đâu có ai đâu giờ hết rồi giờ bà già đâu rồi bà già 73 bà mới 73 thì chưa còn 73 còn có coi tháng rồi thôi hết rồi năm nay bởi vậy đó chỉ có cái cung tốn á là tao nói rõ là tốn động quan tài tam mạng một á chứ mà trong cung tốn chắc chắn trong vòng 2 năm sau á là 3 năm 2 năm là 3 đó là 2 năm tròn 3 năm dư là phải có 2 quan tài người họ tuy phải có mặt
hạt gia đình nào có phước đức thì nó cũng qua khỏi. Chứ không phải nói vậy là bắt buộc vậy, có nhiều người chết vậy mà cũng đâu qua khỏi. Nhưng mà bây giờ nó muốn cho không qua khỏi cũng đừng có hòng. Thí dụ như có bà sư cô ở, tôi nói giấu tên, bà này cũng có tiếng lớn rồi nghe, có uy tín đó, ở chùa lớn Sài Gòn á. Khi bà chết năm 65 tuổi là sư bà rồi, là 65 ni sư, cái có một thượng tọa ông giỏi ngày nào lại đây tụi bay tại với mấy thầy trong nhà như vậy, mà kêu mấy cô đệ tử nhỏ để sư bà 66 con, để 66 đi, để 66 đừng để 65 chết cũng tốt ạ, cũng tốt ạ, rồi cũng lâu theo hai mạng nữa. Thì cũng nghe lời vì ông lớn nó ra lệnh mà để 66, nhưng mà mình để chứ mình đâu phải Dương Vương quỷ sứ Ngọc Hoàng Thượng Đế bà mẫu bà mụ bà gì đâu mà giáo giáo sửa, mình sửa là khi có mình. Nhưng mà rồi cũng 2 năm hai quan tài theo nó tu mà còn vậy đó, chứ đừng nói chi mà người đời. Nhưng mà do cái phước đức một thằng, chứ không phải nói vậy là nó như vậy không, nếu vậy không thì nghe thầy nói chưa. Cho nên là ông mà cứ ở đây ông làm gì rồi đó nghe là qua rồi đó, qua mấy cái bổ mạng đi qua. Thầy nói tới ví dụ như 73, ví dụ như tuổi già mà đau tới sang năm sau tới đau tới, nhưng mà đừng có làm ghét, đừng thèm làm. Đó. Thường hồi xưa ông bà cứ đáo tế, hồi xưa là 61 tuổi là mới lễ mừng thọ. Hồi xưa là 61 là già, chứ không phải như bây giờ, không bây giờ đâu. Mà gia đình con ấy là cái thằng anh vợ cũng bằng tuổi con, chèo con cũng bằng tuổi luôn, cũng nhâm dần luôn. Định là bắt đầu năm tới là làm cái lớn nè. Mà thầy nó khỏi làm, không khỏi làm. Sinh nhật thì sinh nhật thì được, chứ đừng làm lễ mừng thọ. Tới cái lễ mừng thọ đó, mà lễ mừng thọ làm cho đúng lễ đó, giống như là con cháu trong nó nhà. Tới lễ tới lại mà nó tới sống đó. Nó lại nó tới sống không? Dân trà nó dân. Không có đâu con cái. Thì bên mình Mỹ không có cái vụ đó. Mình Mỹ thì có Việt Nam. Phong tục Việt Nam, phong tục xưa đó. Là mừng thọ là nó lại sống không đó. Cái dân rượu, dân trà, mình phải mặc cái áo, cái đội cái khứa cá kho, rồi mặc cái áo gà đỏ rồi đó. Bên không không có chuyện đó. Thế không thì nói có như muốn làm cho nhưng mà ba đó sinh nhật cái sinh nhật thì ok không sao. Nhưng mà cái tuổi vậy đó, xấu vậy mua mẹ cái nhà nào cũ sửa cho thuê chơi thì nó qua khỏi. Nó hao tiền tốt. Nó hao tiền tốt của. Mà bây giờ ông cứ tháng tháng đi casino đi là hao. Rồi hao đó. Không đâu đi chơi, đi không bây giờ ông đi ông đừng nghĩ là chơi mà tôi đi ra tôi đi thôi. Thì nói vậy bắt chước đi thiệt có không thôi. Mẹ này lâu lâu quên rồi đi đẹp đó, thầy kiếm tiền đi mua miếng đất, mua cái nhà cũ ở Việt Nam thì ta mấy cái tuổi xấu thì ta quất mẹ miếng đất. Nhưng mà tôi là xấu rồi hả? Không, năm tới năm tuổi ta thế gian thì cái miệng thế gian ta cứ biếu xấu thì không ai tuổi này cũng chết hết hay sao. Nhưng mà ý nói năm tuổi nhưng mà thí dụ như ông với ông Đan, nhưng mà ông không có xấu vào ông Đan. Ông Đan tại vì 73 cái thành ra tính vô sao á thì 7 cộng 3 là 10, 10 tính ra cái sao là La Hầu. La Hầu tháng 7 tháng Giêng coi chừng kẻo gặp tai khiên đến mình. Là kỵ tháng 7 tháng Giêng thì thành ra tháng Giêng là cũng là tháng dần rồi, tuổi dần rồi gặp La Hầu tháng 7 tháng Giêng, thí dụ vậy đó. Cho nên làm ăn đồ nó rắc rối. Còn ông có ông thì đừng có làm lễ mừng thọ thôi. Mà hả, nếu làm lễ mừng thọ thì phải chích thuốc cho nó teo luôn. Mà không có còn. Nhiều lắm, không có chơi rồi. Quy thọ là không có đâu thọ rồi. Thôi thầy đừng có chúi. Đừng có đẻ con rơi con rác nữa. Thầy đừng có chúi dài. Kiểu đó là vợ cho lên đường. Mới có nhâm dần mới 60 rồi. Nhâm nhâm nữ quý tốt đó, mà. Hẹn cái số đời qua đó chứ. Số ổng giờ bỏ ra vẫn còn mấy bà mê như thường. Rồi, một bà chết rồi đây. Sang năm đó thì coi như ông trở về một tuổi. Năm cái con năm lục thập qua giáp này đó nó cứ đáo vậy đó mà không có ai có lần thứ hai. Bây giờ coi như giờ chú ý ông ba đó, tôi xin nói hết lại nè. Ông nên mừng rằng á, là gọi là Chi với Can mà gặp nhau á, là mừng rồi đó, là đủ tuổi rồi đó. Đủ tuổi đó. Là không có còn nói chết yếu chết gì đó, là sáu là năm dần gặp được năm dần nữa là 60 năm mới gặp được. Một lần.
ông dám ông sống được một gặp được một lần nữa là trên đời hy hữu rồi. Nếu còn đời người gặp được một lần thôi là mừng rồi. Là... Có cái nhâm dần thứ hai đối với ông. Nhâm dần thứ hai thằng quỷ. Là trăm anh mấy tuổi. Vậy cho nên mà ít ai thì vậy chứ cũng có người đó. Thì 7 tỷ, 8 tỷ người có 2-3 người thôi. Thì. Đâu có đâu. Nên nên gặp được chi với ca thành ra mới gọi là đáo tuế đó. Đáo tuế là nó đáo ra là cái trăm tuổi đó. Thành ra thường thường 61 tuổi cái con cái đó làm cái lễ nó tế sống á. Rồi thành ra là lên ông rồi thì lên ông rồi thì coi chứ phải teo lại. Không có được cho nó sản xuất. Năm mà năm như ông đó nghe tôi nói ông hai vợ là còn ít. Ba bốn chứ đâu hai không? Ủa vậy hả? Sáu vợ. Sáu lận. Sáu bà lận nha. Trễ qua sáu. Không mà ba bà chính thức còn ba bà thì ngoài giá thú rồi chưa kể chứ ai rồi còn chưa kể cả khoảng mười mấy hai chục con từ đó giờ con cháu chưa bao giờ có hôn thú chưa có giờ đám cưới không nhưng mà chính thức là công khai chính thức là con sống chung với nhau thì coi như là 3 năm, 5 năm, 10 năm. Đó, từ công khai là vậy. Đó, còn đó, còn mười mấy, hai chục người là không có công khai nữa. Chứ ông nghĩ... Muốn cũng đâu có lựa đó. Nè, ông nghĩ cái nè, mọi người coi cái tướng vậy đấy mà. Vậy nè. Vậy thôi. Mấy chục bà. Còn 61 tuổi. Còn cái tướng vậy đó nè. Mà gạt nổ bây giờ tao kêu mà ông không à. Trên mạng á kêu ông ba và ông ba còn ông đa kêu một chú đa cái tội ông đa hồng rau về tôi khen hồng rau ba quá trời luôn trời ơi rau tướng mà lòng to rồi rau này để cho biết tôi không phải là đàn bà mà tôi mê đàn bà hả đàn bà mê tôi Thế đâu tôi biết là bảo với tôi. Thôi giờ đi làm, nói sống với nhiêu nó vui rồi. Ờ, bây giờ là... Bây giờ... Qua làm cái kia trước đi. Dạ. Yeah. Làm cho mình đang trước đi.